Đai xanh sân Bắc Giang điều khiển trận đấu, trọng tài Ngọc Quỳnh mời hai đội nghe lệnh chấu xe tải. Đây khi chúng ta cho một tràng vỗ tay để cổ vũ hai đội xe tải đầu tiên của hội vật truyền thống Tôn Tiêu Sơn mùng 3 tháng 3 Giáp Thìn 2024 giờ. Xe tải là một động tác vừa mang tính biểu diễn, vừa mang tính khởi động, đồng thời cũng mang tính chất biết ơn những người đã giáo dục và đã sinh ra môn vật của chúng ta. Bắt đầu. Đề nghị quý vị và khán giả cho một tràng vỗ tay